Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng, và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là Nga đã tấn công vào cả hai thành phố lớn của Ukraine bằng các hỏa tiễn siêu âm thanh. Bản tin mới nhất cho biết hai thành phố lớn của Ukraine là thành phố Kiev và thành phố Kharkiv là ở phía đông bắc của Ukraine đã trở thành nơi bị tấn công bằng bom của các cái hỏa tiễn Nga cũng như bom vào tối ngày hôm qua, khiến cho 4 người bị thiệt mạng và trên 100 người khác bị thương, theo tường trình của các viên chức Ukraine cho biết vào ngày thứ Ba. Và cuộc tấn công này diễn ra sau khi cả Nga lẫn Ukraine đã thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công vào nhau trong những ngày gần đây. Bản tin mới nhất cho biết thì ở một cái station subway, tức là một cái trạm xe điện, thì họ cho biết rằng là phải ẩn trú dưới hầm sau khi mà có các cuộc tấn công dội bom của Nga cùng với lại cái hỏa tiễn siêu âm thanh. Nga cho biết họ sử dụng các cái loại hỏa tiễn gọi là Kinzhal Missile, có cái tên ký hiệu là KS-47M2, đã được xem là có cái mức di chuyển và có mức bắn khoảng 10 lần so với tốc độ của âm thanh, và được xem là một trong những cái mức tác hại lớn, và họ gia tăng rất nhiều những cuộc tấn công, và đây được xem là sử dụng những loại vũ khí được xem là đắt tiền của phía Nga. Trong khi đó thì Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, trong ngày thứ Ba cho biết Nga gần như là bắt đầu có tất cả hàng trăm các loại hỏa tiễn khác nhau nhắm vào các mục tiêu của Ukraine, và có ít nhất là 70 cái hỏa tiễn đã bị bắn rớt, và Nga vẫn tiếp tục gây hại cho tất cả những sinh mạng ở tại đây. Một quốc gia láng giềng ở tại khu vực của Ukraine là Ba Lan cho biết họ đang quan sát cẩn thận các cái biến chuyển này. Vào tuần trước thì Nga cũng thực hiện một cuộc đánh bom lớn ở tại Ukraine, khiến cho 41 thường dân bị thiệt mạng theo tường trình của hãng thông tấn AP, và tiếp theo một ngày sau khi mà Ukraine đã tấn công và bắn pháo kích vào biên giới của Nga thuộc thành phố gọi là Belgorod, và khiến cho ít nhất 25 người đã bị thiệt mạng. Và đây được xem là cuộc giao tranh được xem là tăng lên kể từ khi mà bắt đầu chính thức bước vào mùa đông của cuộc chiến Ukraine. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì phía Ba Lan cho biết họ đã cho khởi động các chiến đấu cơ để bảo vệ cho không phận giữa lúc mà Nga tăng cường các cuộc tấn công Ukraine bằng hỏa tiễn. Bản tin mới nhất cho biết từ ở Ba Lan nói rằng là họ đã đưa tất cả những chiến đấu cơ của họ bảo vệ cho vùng không phận vào ngày thứ Ba, giữa lúc mà Nga tăng cường đánh bom ở phía đông bắc của Ukraine bằng các cái trái bom và kể cả những hỏa tiễn. Vào tuần trước thì Nga cho biết là họ đã có những cái về bắn hạ tiễn đi ngang qua không phận của Ba Lan, theo tường trình của giới quân sự Ba Lan cho biết. Ba Lan vốn là thành viên của Liên minh NATO, có đường biên giới chung với Ukraine, nói rằng các cuộc tấn công gần đây đã khiến cho họ phải đưa ít nhất là 2 chiếc chiến đấu cơ F-16 và kể cả một số những xe tăng của đồng minh vào ở biên giới sáng ngày thứ Ba, sau khi mà Nga thực hiện cuộc tấn công bằng hỏa tiễn nhắm vào Ukraine ở thủ đô Kiev và thành phố ở phía đông bắc là Kharkiv. Và chúng tôi có thể nói cho quý vị biết là việc bắn các cái hỏa tiễn này dường như là Nga đã bắt đầu tăng cường rất nhiều những cuộc tấn công vào Ukraine và có thể sẽ đi ngang hoặc xâm nhập vào không phận của Ba Lan. Việc quyết định này diễn ra vài ngày sau khi giới quân sự của Ba Lan nói rằng họ tin là các hỏa tiễn của Nga trước đây đã từng xâm phạm vào trong không phận của Ba Lan. Nga đã gia tăng các cuộc tấn công và không tập nhắm vào Ukraine kể từ cuối năm ngoái và đầu năm nay, trong cuộc tấn công ráo riết nhằm vào các vị trí quân sự của phía Ukraine. Và cùng một lượt thì Phó Ngoại trưởng của Ba Lan đã lên tiếng và cho mời đại sứ của Nga lên để gửi một lời phản đối và giải thích về việc mà có hỏa tiễn của Nga đã bay ngang không phận của Ba Lan. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine và bắt đầu lăm le tới những quốc gia thành viên trong Liên minh NATO. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Pháp đặc biệt lo ngại về chương trình vũ khí nguyên tử của Iran. Bản tin mới nhất cho biết thì đại sứ của Pháp tại Liên Hiệp Quốc là Nico de Rivali cho biết là cái chương trình nguyên tử của Iran đang thực sự gây lo ngại rất nhiều trong việc mà họ làm giàu chất uranium. Lời phát biểu của ông đưa ra sau khi có một bản statement bởi Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Anh Quốc
chỉ trích Iran đã cố tình gọi là đốt giai đoạn, tức là tăng tốc độ trong việc làm và giàu chất uranium lên tới 60%, con số được xem là có thể chế tạo bom nguyên tử. Và lời lên án này đưa ra giữa lúc mà cơ quan IAEA của Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng và nói rằng Iran đã bắt đầu làm giàu chất uranium trong vài tháng qua. Trong khi đó thì phía Iran bác bỏ tất cả những cáo buộc này và nói rằng không có gì mới, mức độ đe dọa rất là nhiều và đây là thời gian mà Iran cần phải quay trở lại với cái sự thỏa thuận trước đây. Và cơ quan IAEA đã báo cáo trong tháng 12 ngày 26 tây. Một lần nữa, tập tài liệu này cho thấy sự vi phạm vào các cái quy tắc mà Iran đã thỏa thuận với chúng tôi. Và điều này đặc biệt gây ra sự lo ngại rất lớn. Ông Rivière đã lên tiếng cho biết trong một cuộc phỏng vấn và vị đại sứ này thúc giục các quốc gia Tây Phương là phải quay trở lại và cái hiệp ước gọi là JCPOA vốn đã từng ký kết với lại phía của Iran bởi 6 cường quốc trên thế giới. Và năm 2018 thì cựu Tổng thống Trump đã rút ra khỏi hiệp ước này. Và hiện nay dưới cái hiệp ước này thì vốn là cả giới hạn cái việc làm giàu chất uranium của Iran và sẽ tháo gỡ lệnh cấm vận. Tuy nhiên thì Iran đã vi phạm vào các cái hiệp ước này và họ đã làm giàu chất uranium mức độ cao hơn. Và theo tường trình của cơ quan IAEA thì nó cao lên 22 lần so với cái giới hạn của cái hiệp ước JCPOA kể từ khi cái hiệp ước này sụp đổ. Đây được xem là một trong những cái lo ngại mới nhất của Pháp đưa ra ngay sau khi mà có những biến động tại Trung Đông, đặc biệt là Iran đang có những ngôn ngữ khá diều hâu đối với Hoa Kỳ và Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tin từ Ankara cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh sát tại đây đã bắt giữ 33 người tình nghi là hoạt động cho cơ quan tình báo Mossad của Do Thái, nhắm mục tiêu vào những người ngoại quốc sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tường trình của Bộ trưởng An ninh Nội địa là Ali Zalikaya đã đưa ra trong ngày thứ Ba. Vào tháng trước, thì các viên chức của Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng cảnh cáo là sẽ có hậu quả nghiêm trọng với Do Thái nếu như mà họ tiếp tục tìm cách truy sát những nhóm dân quân Hamas sống ở bên ngoài lãnh thổ của Palestine và vào trong đó bao gồm luôn cả Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Tayyip Erdogan đã đưa ra và nói rằng điều này sẽ là một cái sai lạc và Thổ Nhĩ Kỳ dường như là một trong những quốc gia đồng minh của khối Tây Phương và đồng thời ông ta cũng là một quốc gia nằm trong khối Ả Rập đã lên tiếng và không thừa nhận nhóm Hamas là một nhóm tổ chức khủng bố. Và cảnh sát đã đột kích khoảng 57 vị trí trên 8 tỉnh là một phần trong cuộc điều tra mà họ gọi là Operation Mo. Và trong đó Istanbul đã cho biết là họ sẽ truy tố những người này. Trên trang Platform X thì những nghi can này tin rằng là những người đã đóng vai trò quan sát, tấn công và bắt cóc những công dân ngoại quốc ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và cơ quan đặc trách về tin tức của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là họ đang tìm kiếm thêm 13 người khác. Và trong số những người bắt giữ này thì văn phòng thủ tướng cho biết là họ không tiết lộ thêm chi tiết. Đó là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. Và ông Zalikaya đã lên tiếng nói rằng chính quyền đã phát hiện được một loạt những số lượng lớn về tiền của ngoại quốc, bao gồm cả 150.000 euro đã được giấu cùng với lại một số vũ khí và một số những cái nguyên liệu được xem là cung cấp cho các cuộc tấn công khi mà họ mở cuộc đột kích vào các vị trí này. Ông ta đã cho thấy được cái hình ảnh của cái chiến dịch này ở một số ngôi nhà và hình ảnh bắt cũng như còng tay một số nghi can và đẩy họ lên những chiếc xe của cảnh sát. Đây được xem là một bản báo cáo mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ khi mà họ nói rằng phá vỡ một đường dây tình báo của cơ quan tình báo Mossad. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, bản tin từ Baghdad cho biết là lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ đã bắn rơi một cái drone có trang bị vũ trang của nhóm dân quân ở tại Iraq. Một cái drone được trang bị vũ trang đã bị bắn rơi vào ngày hôm nay thứ Ba ở khu vực phi trường có tên gọi là Erbil của phía bắc của Iraq, theo tường trình của phía Hoa Kỳ cho biết. Và trong đó các lực lượng trú đóng của quốc tế tại đây cũng đã báo cáo như trên. Chính quyền của Iraq và cái lực lượng được xem là tự trị ở phía bắc Iraq thuộc người Kurd, cơ quan an ninh tại đây cho biết rằng là họ đã thấy được cái drone này đã bị bắn và đã bắn một cách bất hợp pháp vào trong cái phi trường Erbil và đã bị bắn rơi vào lúc 9 giờ 52 phút sáng theo giờ của Iraq. Hiện vẫn chưa rõ là cuộc tấn công này có gây thiệt hại gì hay không và nhóm nào đã tấn công bằng drone này. Tuy nhiên đây là lần mới nhất mà lực lượng Hoa Kỳ, lực lượng người Kurd và kể cả lực lượng quốc tế trú đóng ở tại khu vực biên giới của Syria và của Iraq đã bắn rơi rất nhiều những cái drone tấn công vào cái vị trí của họ kể từ khi
bùng nổ cuộc chiến tại Trung Đông từ ngày 7 tây tháng 10 năm 2023. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực với Hà Lan là ngăn chặn việc mà cung cấp các cái máy móc chế tạo chip điện tử cho phía của Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì ASML Holding đã hủy bỏ một cái chuyến hàng gửi tất cả những cái máy móc của họ tới Trung Quốc theo yêu cầu của ông Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông ta trước khi mà lệnh cấm xuất cảng về các cái dụng cụ chế tạo chip điện tử có hiệu lực. Và một nguồn tin cho biết như trên, hiện nay thì phía Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực rất nhiều và công ty sản xuất về chip điện tử, xin lỗi quý vị, máy sản xuất chip điện tử có môn bài ít nhất đã gửi 3 chuyến tàu các cái máy móc này tới một công ty của Trung Quốc cho tới tháng Giêng. Tuy nhiên thì cái lệnh giới hạn của Hà Lan đã đi vào và có hiệu lực, và hiện nay thì các giới chức của Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực với công ty ASML là yêu cầu họ phải ngưng ngay lập tức những cái chuyến hàng dự tính là sẽ gửi các cái máy móc chế tạo chip điện tử này cho tới các khách hàng của họ tại Trung Quốc, theo nguồn tin thân cận cho biết như trên. Và chính quyền của Joe Biden đang tìm cách dập tắt tất cả những cái kỹ thuật tân tiến của kỹ nghệ semiconductor, tức là chất bán dẫn. Hoa Kỳ và các đồng minh đã ngăn chặn việc xuất cảng những kỹ thuật này qua Trung Quốc, và công ty Huawei của Trung Quốc có tên gọi là Huawei Technology đang sản xuất những cái smartphone được cạnh tranh với Apple và iPhone cũng như là công ty của Samsung. Trong khi đó thì ASML được xem là cái công ty có những cái máy móc sản xuất về chip điện tử theo tường trình của hãng thông tấn Bloomberg đưa ra. Và ASML đã xác nhận là chính quyền của Hà Lan đã rút lại cái môn bài trong những tháng gần đây và không gửi tất cả những cái máy móc mà họ đã đặt hàng với lại phía của công ty này sau khi mà có cái sắc lệnh mới của chính quyền Hà Lan và kể cả sự phối hợp với lại phía của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc cùng với lại phía Bộ Ngoại giao của Hà Lan đã bác bỏ và không cho biết chi tiết về việc này. Phía thị trường sản xuất chip điện tử tại Trung Quốc đã giảm thấp sau khi mà có cái sự giới hạn của Hoa Kỳ. Và trong đó thì công ty Huawei đã tuyên bố họ sản xuất được một cái loại chip gọi là 7 nanometer và trong đó để cung cấp cho tất cả những cái hệ thống phone mới của họ đã rớt xuống khoảng 3% trong cái cuộc trao đổi về chứng khoán ở tại Hồng Kông vào ngày hôm nay. Và cái công ty Hua Hong Semiconductor đã bị giảm 2.8%. Đây được xem là một trong những cái áp lực mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào các quốc gia đồng minh nhằm giới hạn việc Trung Quốc tiếp cận với các kỹ thuật tân tiến của kỹ nghệ về semiconductor. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, bên Nam Hàn đã biểu tình cho đối với Nhật Bản sau khi có những báo động về sóng thần, trong đó cho thấy có những cái liên quan tới những cái tranh chấp về chủ quyền. Nam Hàn đã biểu tình chống Nhật Bản trong việc báo động về vấn đề sóng thần có thể đánh vào hai quốc gia này giữa lúc mà trong có cái cuộc động đất lớn trong cái ngày đầu năm, và điều này dẫn tới việc mà có thể nói rằng dẫn tới sự tranh chấp gay gắt hơn giữa hai quốc gia, theo tường trình của một viên chức tại Nam Hàn cho biết. Và mặc dù mối quan hệ đã được cải thiện trong những năm gần đây, tuy nhiên đôi bên vẫn còn có một số tranh chấp chủ quyền, trong đó thì có cái nơi gọi là Dokdo, mà phía Nam Hàn gọi là Dokdo, trong khi đó thì phía Nhật Bản gọi cái đảo này gọi là Takeshima, nơi mà được xem là nó có tranh chấp chủ quyền nằm trên vùng biển của Nhật Bản, đồng thời được viết là bờ biển phía đông ở Á Châu. Và trong đó thì các giới chức của Nam Hàn đã lên tiếng chia buồn trong cái thảm kịch động đất vào ngày thứ hai. Tuy nhiên họ lên tiếng và nói rằng điều này không có nghĩa là cái lệnh báo cực động khẩn cấp của Nhật Bản bao gồm luôn cái vùng đất mà và vùng biển đang tranh chấp giữa đôi bên. Chính quyền của chúng tôi sẽ phản đối Nhật Bản thông qua các cái kênh ngoại giao để yêu cầu họ chấn chỉnh lại hành động của họ. Đó là lời phát biểu của Lim Sun Suk, được xem là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Nam Hàn đã đưa ra. Trước đó thì ông Yoon Seok-yong cho biết ông đã gửi tới một cái lá thư cho Thủ tướng Nhật Bản là Fumio Kishida gửi lời chia buồn với gia đình của các nạn nhân trong vụ động đất này. 48 người đã bị thiệt mạng trong trận động đất, và trận động đất này được mô tả là 7.6 độ magnitude và có thể sẽ dẫn tới một cơn sóng thần đánh vào bờ biển phía tây của Nhật Bản.
Và trong ngày thứ hai thì các nhân viên cấp cứu đã nỗ lực tìm cách gọi là cứu những người ở những khu vực bị cô lập và bị kẹt trong những đống đá đổ nát. Và việc này đã dẫn tới cái việc lệnh báo động của Nhật Bản, và lệnh báo động này bao gồm luôn cả báo động trong những cái vùng đảo tranh chấp giữa Nam Hàn và của phía Nhật Bản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, Kim Jong-un đã ra lệnh cho giới lãnh đạo quân sự của Bắc Hàn là lên kế hoạch về tấn công nguyên tử nhắm vào Nam Hàn. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Kim Jong-un đã ra lệnh cho các viên chức cao cấp về quân sự của ông ta là phải lên một cái bản kế hoạch, trong đó là có những cuộc tấn công bằng không tập với nguyên tử nhắm vào Nam Hàn, mà ông ta nói rằng cuộc chiến này có thể bùng nổ bất cứ giờ phút nào. Trong 5 ngày họp ở cái Bộ Chính trị Trung ương của đảng cầm quyền là Đảng Lao động của Bắc Hàn, thì nhà lãnh đạo của Bắc Hàn đã lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ đã đẩy cái khu vực này vào một cuộc mà ông ta mô tả là một cuộc chiến nguyên tử. Và ông Kim trong lời phát biểu trên, theo tường trình của giới truyền thông của Bắc Hàn, cam kết là sẽ tăng cường cái khả năng đầu đạn nguyên tử của Bắc Hàn. Và trong đó ông ta cũng sẽ cho thuê xây dựng thêm ít nhất là 3 cái vệ tinh về gián điệp trên không gian vũ trụ. Trong đó ông nói ông ta quy trách nhiệm cho việc căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng này là do việc Hoa Kỳ khai triển cái tìm thủy đỉnh nguyên tử tới Nam Hàn và gia tăng các cuộc tập trận với lại binh sĩ của Nam Hàn. Washington đã gia tăng rất nhiều sự hiện diện tại Nam Hàn trong tháng 12 sau khi mà có cuộc thử nghiệm về vũ khí của Bắc Hàn, và trong đó bao gồm luôn một cái việc mà Bắc Hàn đã bắn lên không gian vũ trụ cái vệ tinh gián điệp đầu tiên của họ. Và trong lời phát biểu này thì giới lãnh đạo quân sự đã nhận được lệnh của ông Kim Jong-un là phải lên một kế hoạch là tấn công nguyên tử vào các vị trí của phía Nam Hàn nếu cần thiết. Đây được xem là một trong những cái thái độ cứng rắn của ông Kim Jong-un, và các nhà phân tích cho rằng là chính sách cứng rắn này có thể là cuộc đàm phán để cái cuộc bầu cử sắp tới và gây ảnh hưởng tại Hoa Kỳ lẫn Nam Hàn. Chính quyền của ông Joe Biden nói rằng sẵn sàng mở ra các cuộc đối thoại. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì ông ta lại vẫn áp dụng những lệnh cấm vận nhắm vào Bắc Hàn để trừng phạt các cái vụ thử nghiệm hỏa tiễn và vốn đã được ban lệnh cấm bởi cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Bình Nhưỡng vẫn đang chuẩn bị chờ đợi cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và cuộc bầu cử ở tại Nam Hàn. Đó là lời phát biểu của Lex Eric Ashley, được xem là giáo sư của trường đại học có tên là Eha University ở tại Seoul. Và chế độ của ông Kim gần như là đang lên gân trong vấn đề này, và dường như họ đang muốn tác động về mặt chính trị đối với Hoa Kỳ và Nam Hàn khi mà họ tuyên bố rằng sẽ lên kế hoạch để bắt đầu tấn công Nam Hàn bằng các vũ khí nguyên tử. Đây được xem là một trong những nhận định mới nhất của một nhà chiến lược gia tại Nam Hàn, và cho rằng những ngôn ngữ của ông Kim Jong-un dường như là mang ý nghĩa tác động về mặt chính trị nhiều hơn là có những cái hành động thực sự về quân sự. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, một chiếc máy bay hàng không của Nhật Bản gọi là Japan Airlines đã bị bốc cháy sau khi đụng vào một chiếc máy bay đang cứu trợ cho những nạn nhân trong trận động đất ở tại phi trường Haneda ở Tokyo. Bản tin mới nhất cho biết thì một chiếc máy bay của hãng hàng không Japan Airlines đã đụng vào một chiếc máy bay chở hàng cứu trợ cho nạn nhân động đất ở tại phi trường Tokyo và dẫn tới với vụ cháy cho chiếc máy bay này. Tuy nhiên, hàng trăm hành khách và các phi hành đoàn được an toàn. Các phi hành đoàn và hành khách bao gồm luôn cả 8 trẻ em dưới vị thành niên trên chiếc máy bay gọi là JAL Flight 516 đã an toàn rời khỏi cái khu vực này trước khi mà nó bốc cháy. Tuy nhiên, 5 trong 6 người ở trên máy bay được báo cáo là đã bị thiệt mạng. Và đây là chiếc máy bay gọi là Airbus A350-900 vốn là sẽ cất cánh và đáp xuống phi trường Haneda từ ở phía bắc của thành phố Sapporo theo giờ địa phương là 5:47, và cả ít nhất là 5 phi hành đoàn đã thiệt mạng ở trên chiếc máy bay thứ hai, mặc dù rằng là cái chiếc gọi là Havilland Canada DSC-8 được điều hành bởi lực lượng tuần duyên của Nhật Bản đã đụng vào chiếc máy bay này trong lúc mà hai chiếc máy bay có mặt tại phi trường. Đây được xem là một cái thảm kịch mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi mà Nhật Bản đã bị trúng một trận động đất 7.6 độ Richter và khiến cho ít nhất là 48 người đã bị thiệt mạng. Đây là thảm kịch thứ hai diễn ra sau khi mà chiếc máy bay chở hành khách đụng vào một chiếc máy bay chở các cái
cứu phẩm dành cho các nạn nhân động đất và 5 người bị thiệt mạng được mô tả là 5 thành viên trong phi hành đoàn ở lại sau cùng để mà di tản các hành khách ra bên ngoài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, Philippines hy vọng là họ sẽ được loại trừ ra khỏi danh sách gọi là rửa tiền trên toàn cầu sau khi mà thay đổi một số chính sách về kinh tế. Bản tin từ Manila cho biết Philippines hy vọng rằng họ sẽ được lấy ra khỏi danh sách gọi là Grey List, trong cái danh sách mà các quốc gia đã có những cái hành động rửa tiền theo tường trình của cái tổ chức có tên gọi là Financial Action Task Force trong năm nay. Và trong đó gần như là có một cái chiến dịch chống rửa tiền rất lớn tại quốc gia này. Và cái cơ quan gọi là FATF, tức là Financial Action Task Force, cùng phối hợp với lại các viên chức ở trong guồng máy của chính quyền Philippines đã phát động một cái chiến dịch chống lại nạn rửa tiền cung cấp cho chủ nghĩa khủng bố cũng như là các thành phần băng đảng. Và trong đó Philippines đã bị đưa vào danh sách này vào tháng 6 năm 2021 với nhiều lý do, và trong đó bao gồm các cái cuộc rửa tiền từ những cái hệ thống sòng bạc ở tại Philippines, mà trong đó đã thiếu sự truy tố đối với việc cung cấp ngân sách cho những tổ chức khủng bố. Và Philippines vẫn lên tiếng cho biết là thông qua cái cơ quan FATF thì giám đốc điều hành trong cái hội đồng được xem là chống rửa tiền Martel David đã cho biết như trên. Và điều này là Philippines đã đưa ra một số luật lệ và nỗ lực chống lại việc sử dụng các sòng bạc để rửa tiền ở tại Manila. Hầu hết các sòng bạc này được điều hành bởi một số những thương gia từ Trung Quốc và có cái mức chuyển ngân rất cao, gây ra tình trạng nghi ngờ của cộng đồng quốc tế là những cái cuộc chuyển ngân này là các cái hành động rửa tiền của các tài phiệt băng đảng Trung Quốc, và kể cả một số những cái hoạt động khủng bố của các nhóm khủng bố lợi dụng các sòng bạc ở tại Philippines, đặc biệt là tại thủ đô Manila, để rửa những cái tiền dơ từ bán ma túy, buôn người cho tới các hoạt động về khủng bố. Và đây được xem là một trong những chính sách mới nhất của Philippines, với hy vọng năm 2024 họ sẽ được tháo gỡ ra danh sách Grey List, tức là những cái danh sách vùng màu xám ở trong các quốc gia bị lên án là đã có hành động tiếp tay cho các cái cuộc rửa tiền. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và trong cuộc thăm dò cuối cùng ngày hôm nay tại Đài Loan cho thấy là đảng Dân Chủ cấp tiến vẫn dẫn đầu cao hơn so với lại những đảng đối lập. Trong đó hãng thông tấn Bloomberg đã báo cáo như trên. Hôm nay là ngày 2 Tây tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên bên Đài Loan đã bước vào ngày 3 Tây tháng 1 năm 2024. Có nghĩa là ngày cuối cùng cho các cuộc thăm dò theo luật lệ của Đài Loan. Bởi vì phía Đài Loan đã ra lệnh cấm các cuộc thăm dò sau 10 ngày trước khi có cuộc bầu cử ngày 13 Tây tháng 1 sắp tới đây. Và trong cuộc thăm dò mới nhất được đưa ra bởi các cái hệ thống thăm dò ở tại Đài Loan, ít nhất là 3 cuộc thăm dò cho thấy là đương kim phó tổng thống Lai Ching-te của đảng Dân Chủ cấp tiến vẫn dẫn đầu từ 3% cho tới 11%. Theo tường trình của ít nhất là 3 cuộc thăm dò tại đây cho biết. Trong khi đó thì nhân vật Hu Yu-i của Quốc dân đảng đã đứng hàng thứ 2, và ông Ko Wen-je của đảng Nhân dân Đài Loan, tức là đảng TPP, đứng hàng thứ 3. Và cuộc thăm dò ngày thứ 3 là cuộc thăm dò cuối cùng trước khi mà có cuộc bầu cử 10 ngày, và nó được xem là một trong những cái cuộc bầu cử đang gây chú ý tại Á Châu. Trong đó thì các cuộc thăm dò này được thực hiện bởi đài truyền hình TVBS và Taiwan Public Opinion cũng như là tổ chức My Formosa đã đưa ra cho thấy rằng là ông Lai Ching-te đã gạt điểm các đối thủ của ông ta từ 3 điểm tới 11 điểm, và giữa lúc mà Bắc Kinh đang tăng cường áp lực để mà thay đổi cái sự suy nghĩ của người dân Đài Loan. Ông Lai Ching-te được mô tả là một nhân vật chính trị làm việc cho cái nền độc lập của Đài Loan, và ông lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các cái chính sách gần đây của Trung Quốc đối với đảo quốc Đài Loan. Và ông cũng là những người đã có những cái lời phát biểu gây nổi giận cho phía Trung Quốc. Và Đài Loan hiện nay đang có hình thức gọi là bán chủ quyền, bán chính thức là có chủ quyền. Tuy nhiên họ vẫn lệ thuộc vào cái chính sách One China Policy mà nhiều quốc gia đã ký kết với Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó thì giới quân sự của Trung Quốc đã tăng cường rất nhiều những cái lời ngôn ngữ được xem là diều hâu với đảo quốc Đài Loan. Và ngay trong ngày 1 Tây tháng 1 vừa qua, tức là ngày đầu năm của năm 2024, Tập Cận Bình đã lên tiếng và kêu gọi cái việc gọi là thống nhất Đài Loan là điều không thể tránh khỏi. Và ông ta kêu gọi Đài Loan là nên thống nhất với Trung Quốc và thềm lục địa trong ôn hòa. Đây được xem là một trong những cái cuộc bầu cử đang gây tranh cãi khá gay gắt ở tại đảo quốc Đài Loan.
nơi mà Trung Quốc có thể sẽ có một cái cuộc xung đột vũ trang nếu như mà Lai Ching Te thắng cử năm 2024. Và bà Thái Anh Văn trước đó một ngày cũng đã kêu gọi phía Trung Quốc là phải làm việc với phía Đài Loan để duy trì hiện trạng và tránh một cái cuộc gọi là xung đột cũng như gây bất ổn ở khu vực. Ông Lai Ching Te bị Trung Quốc xem là một kẻ gây phiền phức, tức là một troublemaker, sau khi mà ông có những lời lẽ rất diều hâu cho nền độc lập của Đài Loan. Trước đó bà Thái Anh Văn nói rằng độc lập của Đài Loan lệ thuộc vào người dân của Đài Loan và không bị tác động bởi thế giới bên ngoài. Trong khi đó thì Trung Quốc đã tuyên bố là họ sẽ có hành động cứng rắn nếu như mà Đài Loan vẫn tiếp tục thúc đẩy cái chương trình độc lập của họ. Và hiện nay gần như là Bắc Kinh đang đe dọa mỗi một ngày được xem là càng nguy hiểm hơn đối với đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, một nhà lãnh đạo đối lập tại Nam Hàn đã bị đâm vào cổ khi mà ông viếng thăm một thành phố phía nam của Nam Hàn. Bản tin từ Seoul cho biết, một nhà lãnh đạo của đảng đối lập là đảng Dân Chủ của Nam Hàn là Lee Jae-myung đã bị đâm vào cổ trong lúc mà ông ta viếng thăm thành phố Busan nằm ở phía nam của Nam Hàn và đang được điều trị một cách khẩn cấp, theo tường trình cho biết. Nghi can đã đội một cái vương miện bằng giấy với cái tên ông Lee ở trên đó và tiếp cận khi mà ông ta muốn xin chụp hình với lại ông Lee, và sau đó thì đã rút dao ra và đâm vào ông Lee ở ngay cổ, theo tường trình của giới chức Nam Hàn cho biết. Và các đoạn video được tung lên mạng xã hội. Ông Lee đã bị thua trong cuộc bầu cử năm 2022 trong cuộc bầu cử tổng thống đang được cấp cứu khẩn cấp ở tại cái bệnh viện gọi là Seoul National University Hospital. Và trong đó tình trạng vẫn chưa qua mức nguy hiểm, và đây được xem là một cái mà phía đối lập lên án đây là một cuộc khủng bố chính trị. Trong khi đó thì phát ngôn viên của đảng đối lập là Kwon Chil-sun lên tiếng và nói rằng cần phải điều tra tới nơi tới chốn vụ tấn công này. Các footage, tức là các hình ảnh của đài truyền hình chiếu cho thấy, và trên platform X cho thấy, người đàn ông này đã bất ngờ rút dao và đâm vào cổ của ông Lee giữa lúc mà ông đang được vây quanh bởi một số những nhân viên bảo vệ cũng như là một cái đám đông xung quanh ông ta. Đây được xem là một trong những cái cuộc bạo động chính trị mới nhất của Nam Hàn sau khi mà có một cái cuộc gọi là tranh cãi gay gắt. Và cảnh sát tại Busan cho biết rằng việc này đã xảy ra khi mà cái kẻ mà được tấn công được biết là sinh năm 1957, đã sử dụng một cây dao dài 18cm để mà đã tấn công vào ông ta. Đây là bản báo cáo mới nhất của cảnh sát Busan. Tuy nhiên, chi tiết và động cơ thật sự thì phải chờ phía của công tố viên và cảnh sát đưa ra chi tiết nhiều hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nam Hàn ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, nhà tài phiệt Jimmy Lai của Hồng Kông đã bác bỏ tất cả những cáo trạng nhắm vào ông sau khi mà có phiên tòa xét xử ông. Nhà tài phiệt của Hồng Kông và là một người ủng hộ mạnh mẽ cho phong trào dân chủ tại Hồng Kông, ông Jimmy Lai đã không nhận bất kỳ một tội danh nào trong phiên tòa xét xử ông khi mà Cộng sản Trung Quốc sử dụng cái đạo luật an ninh quốc gia truy tố ông, và họ đã đưa ra những cái chi tiết mà họ nói rằng là ông đã có sự cấu kết với lực lượng ngoại quốc. Xuất hiện ở trên phiên tòa thì đối diện với ít nhất là hai tội danh, bao gồm việc cấu kết với lực lượng ngoại quốc và tìm cách phá hủy cái nền pháp trị của Hồng Kông. Hiện nay, gần như là hai tội danh này đều bị kết tội dưới đạo luật an ninh quốc gia. Not guilty. Đây là câu trả lời thẳng thừng của ông Lai, Jimmy Lai đã trả lời 3 lần khi mà quan tòa bắt đầu thực hiện cái tiến trình xét xử ông. Năm nay 76 tuổi, vốn là một nhà hoạt động cho dân chủ, và ông là người sáng lập của tờ báo Apple Daily News, và ông đã bị truy tố tội gây ảnh hưởng công cộng và đồng thời có âm mưu lật đổ chế độ cũng như cấu kết với nước ngoài. Việc kết án của ông đã bị lên án gay gắt bởi Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và Anh Quốc, và họ nói rằng họ sẽ quan sát cẩn thận cái nền tư pháp độc lập của Hồng Kông còn được duy trì hay không nếu như mà họ tiếp tục truy tố ông sau khi mà đạo luật an ninh quốc gia mà Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng lên lãnh thổ Hồng Kông. Đây được xem là vụ án gây chú ý cho cộng đồng quốc tế, bởi vì vụ án này có thể khẳng định quyền tự trị của Hồng Kông đã không còn sau khi Trung Quốc đã thất hứa với phía Anh Quốc là một quốc gia hai thể chế, duy trì tất cả những cái hiện trạng của Hồng Kông. Tuy nhiên, kể từ cuộc biểu tình năm 2019 và đến năm 2020, lợi dụng đại dịch, Trung Quốc đã áp dụng đạo luật an ninh quốc gia lên lãnh thổ Hồng Kông và gần như xóa bỏ cái nền tự trị của Hồng Kông cũng như tính chất độc lập của ngành tư pháp của Hồng Kông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay.
Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong được cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và quý vị nào có những nhu cầu liên quan tới những cái giường nệm chống đau lưng nổi tiếng của Ý, các ghế massage danh tiếng của Nhật Bản hoặc là các cái sản phẩm mới nhất của Nam Hàn, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 1-877-892-6999, 1-877-892-6999, hoặc vào trang web là teletronusa.com, teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị. Rồi, coi Hilton của chú, thật không ngờ Hoa Kỳ một thời lãnh đạo phải lùi bước để cho Anh Quốc thay mình lãnh đạo đánh Houthi. Cái này là do quyết định của Joe Biden. Và tôi thấy rõ ràng, phía Anh Quốc đã bắt đầu tuyên bố là họ đang duyệt xét việc tấn công. Điều này cho thấy là Anh Quốc đang nắm vai trò lãnh đạo chống lại cái cuộc tấn công của Houthi. Và Joe Biden đã núp ở phía sau. Vấn đề câu hỏi tôi đặt ra là ông ta có quan hệ gì với Houthi? Mà tới giờ phút này ông ta vẫn tránh né và không dám tấn công vào Houthi, làm mất tư thế lãnh đạo của Hoa Kỳ trong cái cuộc đối đầu với lại nhóm khủng bố ở tại Trung Đông. Họ tấn công vào những tàu dân sự, họ là khủng bố. Thì tôi đang đặt câu hỏi như vậy. Và điều này cho thấy là Anh có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến đối đầu với các nhóm khủng bố tại Trung Đông nha. Rồi tiếp tục. Có thể nói đảng Dân Chủ cụi chế độ độc tài và chủ nghĩa cộng sản lớn mạnh giờ họ đe dọa thế giới. Và khi chế độ đó mở ra những cuộc tấn công theo chú, điểm còn lại bất lợi của họ. Thật sự quý vị, đang là một cái xu thế bất lợi cho lực lượng khuynh tả và lực lượng cộng sản. Bởi vì các cái sự bất mãn của người dân trong nhiều năm qua và bây giờ nó đã được bộc phát mạnh. Và điều này đã phản ảnh các cuộc bầu cử ở nhiều nơi. Quý vị thấy là các đảng bảo thủ đã giành lại được tư thế. Có nghĩa là người dân ở những nơi đó, họ đã bất mãn rất nhiều những cái chính sách được mô tả là cực tả. Tức là họ thúc đẩy một cái chính sách về xã hội và môi trường quá mức, khiến cho người dân bất mãn. Thì sự trỗi dậy của lực lượng cánh hữu ở nhiều nơi là do cái yếu tố sự tham lam của cánh tả. Xưa nay cánh tả cánh hữu hoạt động trong cái tinh thần ôn hòa, tức là mỗi bên nhường nhau một chút để mà phát triển xã hội. Nhưng bây giờ lực lượng cánh tả quá tham lam, họ đưa ra liên tục những cái chính sách được xem là đi quá cấp tiến. Do đó phản ứng ngược lại của giới bảo thủ và người dân đã cho quý vị thấy nhiều nơi đảng bảo thủ đã nắm quyền, từ Âu sang Á cho tới Trung Mỹ và Nam Mỹ. Thì quý vị, đây sẽ là một cái cuộc chiến, tôi nói là cuộc chiến về mặt ý thức hệ quản trị xã hội ở trong các quốc gia có nền dân chủ. Nó sẽ là một cuộc chiến gọi là gay gắt, và cuộc bầu cử của Hoa Kỳ năm 2024 sẽ là đỉnh điểm của cái cuộc chiến này. Nó sẽ khẳng định được cuộc chiến này sẽ ngã ngũ ra sao. Nó sẽ căn cứ vào cái cuộc bầu cử năm 2024 tại Hoa Kỳ nha. Rồi, lướt qua những cái lời chào hỏi. Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ ghét Do Thái và có cảm tình với Hamas và chú? Đơn giản thôi, bởi vì họ cùng người Ả Rập. Và trong suốt mấy chục năm nay, kể từ năm 1948, thì các cái hệ thống tuyên truyền của người Ả Rập đã gieo rắc vào đầu của những thế hệ Ả Rập kế tiếp về người Do Thái và những cái ý tưởng không tốt. Do đó thì phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy thôi. Tại vì họ có một nửa quốc gia nằm ở Trung Đông, một nửa quốc gia nằm ở Âu Châu. Do đó Thổ Nhĩ Kỳ không phải là có cảm tình với Hamas, mà Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng về tinh thần của người Ả Rập nhiều hơn và người Hồi giáo nhiều hơn nha. Rồi tiếp tục. Wow. Lần nữa, anh Phao cỡ sao, và lần vừa rồi ông Kim nói là Bắc Hàn không nghĩ tới thống nhất Nam Hàn mà phải không? Đúng, ông tuyên bố là đã không còn tham vọng thống nhất Nam Bắc Hàn. Và ngày hôm nay ông ra lệnh cho giới quân sự tấn công Nam Hàn với cái ý định
là ông ta nói rằng là để bảo vệ cho đất nước Bắc Hàn, chứ không phải là cái ý định tấn công Nam Hàn để thống nhất. Và ông ta ra lệnh cho giới quân sự phải lên kế hoạch về các cái vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Điều này có nghĩa là ông ta đang tăng cường cái cả và phô trương cái khả năng quân sự để mà mang tính chất gọi là răn đe đối với Hoa Kỳ và Nam Hàn. Thì quý vị, ngôn ngữ của ông ta cho thấy rõ ràng đây là một tác động chính trị nhiều hơn. Tức là ông ta đang tác động vào cái nền chính trị của Nam Hàn, bởi vì Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ có các cuộc bầu cử năm 2024. Chính điều này mà Kim Jong-un đã bắt đầu đưa ra những cái hành động, những cái lời tuyên bố mà trong đó đẩy cái câu chuyện tới gần mức chiến tranh để mà thay đổi suy nghĩ của cử tri. Đây là cái cách mà Kim Jong-un đang làm nha. Rồi tiếp tục. Vừa rồi nghe đâu Trung Quốc sản xuất được chip điện tử mà máy khắc chip của công ty máy ra khắc chip của công ty cung cấp lại sợ nói là Trung Quốc sẽ hết đường mua máy, vẫn chưa điều tra được công ty nào bán máy sản xuất. Thật sự bây giờ không phải là điều tra mà giới hạn. ASML là cái công ty sản xuất về máy móc của Hòa Lan đã bị chính thức ngày hôm qua là chính thức cái lệnh đó có hiệu lực. Tất cả các công ty nào mà cung cấp máy sản xuất chip cho Trung Quốc đều bị giới hạn và bị rút lại môn bài hết. Thì quý vị, trước đó họ đã cung cấp một số máy, thì công ty Huawei đã chế tạo được cái chip điện tử nó gọi là 7 nanometer. Thì cái loại chip điện tử này nó chỉ dùng cho cái phone thôi, tức là cái smartphone thôi, chứ nó chưa sản xuất được những cái loại chip điện tử khác. Nó vẫn lệ thuộc vào Hoa Kỳ, Hòa Lan, Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan. Do đó quý vị, chỉ có một cái này nó khoe cùng làng cùng xóm rồi, nó đi khoe cùng làng cùng xóm rồi. Thì quý vị, chính vì cái sự khoe khoang này đã khiến cho Hoa Kỳ cứng rắn hơn. Và ngày hôm nay là phía chính phủ Hòa Lan đã rút lại môn bài. Các công ty của Hòa Lan đã không thể cung cấp bất kỳ một máy móc phụ tùng nào cho phía của Trung Quốc. Thì quý vị, cuộc chiến này sẽ còn kéo dài nữa nha. Wow, lúc bà. Kim Jong-un lên gân miệng đánh thật hay đánh bại hay đánh thật vậy anh Phong? Chưa biết được, ông ta chỉ kêu lên kế hoạch thôi. Plan. Draft the plan, tức là lên kế hoạch thôi. Thì tôi nghĩ rằng là chuyên gia của Nam Hàn nhận định đúng. Ông ta đang muốn tác động vào cuộc bầu cử của Nam Hàn và của Hoa Kỳ 2024. Tôi nghĩ là cái ý nghĩa đó nhiều hơn. Và ông ta sẽ lợi dụng cái bối cảnh này để tăng cường sản xuất nhằm cung cấp vũ khí và đạn dược cho phía của Nga, với danh nghĩa là để tăng cường cái khả năng quốc phòng của Bắc Hàn. Thì tôi nghĩ đây là cái là phân tích khá chính xác, là lời tuyên bố của Kim Jong-un mang tính chất gọi là mặt chính trị nhiều hơn là quân sự nha. Nếu đảng Dân Chủ cấp tiến Taiwan thắng cử, liệu Tập Cận Bình có dám đồng minh tấn công không anh? Tôi không biết được, điều này có thể xảy ra. Tại vì nếu là trình tề thất cử thì có thể là Quốc dân đảng thỏa hiệp với Trung Quốc. Nhưng mà đảng Dân Chủ cấp tiến thắng cử thì điều này có nghĩa là Đài Loan sẽ tách xa Trung Quốc hơn. Trong 4 năm tới, Lai Ching Tê sẽ thúc đẩy những chính sách tách rời Trung Quốc luôn. Ông ta là một người rất diều hâu. Ông còn diều hâu hơn cả bà Thái Anh Văn mà. Do đó, Trung Quốc có thể sẽ mở cuộc chiến khi mà Lai Ching Tê bắt đầu thúc đẩy Đài Loan xa dần Trung Quốc. Thì Trung Quốc có thể mở mở một cuộc chiến. Do đó tôi mới nói là nếu Lai Ching Tê thắng cử, Đài Loan có thể bùng nổ cuộc chiến bất cứ giờ phút nào. Bất cứ giờ phút nào nha. Rồi, cảm ơn người bạn nào đây. Blue Water Nguyễn đóng góp 19 đồng 99, mời anh Phong cà phê buổi sáng. Cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay chủ tịch đảng đối lập của Nam Hàn bị ám sát không có liên quan gì tới thế lực ngầm không chú Phong? Không, cái này là chưa biết. Thì đó, bản tin tôi có loan cho quý vị là ổng là người đã thua cử năm 2022, và trên cái tuyến đường đi vận động tranh cử, trên tuyến đường đi vận động tranh cử ở Busan thì ông ta lại bị đâm. Cái này thì tôi không nghĩ là ám sát đâu, cái này tôi nghĩ là cái hành động quá khích từ những
cái ý tưởng chính trị. Bây giờ chúng ta phải chờ thêm cái báo cáo mới nhất của phía cảnh sát ở Busan đã. Chưa biết động cơ. Và tôi cũng chả thấy nó có thế lực ngầm gì cả. Đây là cuộc đối đầu lưỡng đảng. Đảng bảo thủ đang cầm quyền và đảng đối lập. Thì tôi nghĩ rằng chả có thế lực ngầm khỉ móc gì hết. Mà đây là cuộc xung đột về chính trị thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Sẽ ra sao nếu chính quyền bảo thủ Anh Quốc dần xa chính quyền Joe Biden vì chán nản cho bệnh? Không có đâu. Tại vì Anh Quốc dù là không đồng ý cái cách điều hành chính sách đối ngoại của Joe Biden, nhưng Anh Quốc vẫn là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về vấn đề gọi là đồng minh của Hoa Kỳ. Tôi đã từng nói với quý vị, đồng minh của Hoa Kỳ thân cận nhất và luôn song hành với Hoa Kỳ là Anh Quốc, bất kể ai đang cầm quyền. Anh Quốc đứng đầu, rồi tới Canada và Do Thái. Đây là ba quốc gia cốt lõi của Trung Quốc, của Hoa Kỳ. Do đó, chính quyền bảo thủ của Anh Quốc không có rời xa. Họ chỉ làm việc ở mức độ nào đó thôi. Nếu là chính quyền bảo thủ của Hoa Kỳ thì mức độ làm việc thân thiết hơn. Còn nếu mà là chính quyền cánh tả của Hoa Kỳ thì họ làm việc trong cái giới hạn. Trong cái giới hạn nha. Rồi tiếp tục. Vậy theo chú, trước khi hết nhiệm kỳ 4 năm của ổng thì có thể biết được nguyên nhân tại sao Houthi bị rút khỏi danh sách khủng bố do ổng nói ra thì mới biết được. Thì Anthony Blinken nói rằng lo ngại cho cái tình trạng nhân đạo ở tại Yemen trong cuộc nội chiến. Do đó ông ta rút cái lệnh gọi là rút cái nhóm này ra khỏi danh sách khủng bố. Đây là lý do bề ngoài mà Anthony Blinken, ngoại trưởng của Hoa Kỳ, đã đưa ra. Còn cái sâu xa bên trong chúng ta đâu biết được. Cho tới giờ phút này, ông ta tránh né đối đầu với Houthi. Tránh né đối đầu luôn. Thì tôi chưa biết được là Joe Biden đã có cái mối quan hệ gì. Không ai có thông tin gì cả nha. Rồi. Rồi, tiếp tục. Nếu Trung Quốc đánh Đài Loan bất ngờ, liệu Mỹ có ra mặt bảo vệ không chú? Thứ nhất là họ đánh bất ngờ kiểu nào? Bây giờ gần như xung quanh biển Đài Loan đều có sự hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tôi muốn biết Trung Quốc đánh bất ngờ kiểu nào. Nhật Bản đã chuyển ít nhất 3 dàn Patriot ở sát đảo Đài Loan rồi. Và Đài Loan cũng đã có những cái dàn phòng thủ đầy đủ để mà đối phó rồi. Thì họ tấn công bất ngờ bằng cách nào? Thứ nhất, thứ hai nữa, nếu có tấn công thì Nhật Bản sẽ can dự. Và Nhật Bản can dự thì chắc chắn Hoa Kỳ không đứng ngoài. Tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi nha. Rồi tiếp tục. Vai trò của Nhật Bản ra sao nếu chiến tranh Nam Bắc Hàn nổ ra? Chắc chắn sẽ đứng về phía Nam Hàn. Chắc chắn Nhật Bản sẽ đứng về phía Nam Hàn để hỗ trợ cho Nam Hàn. Đó là điều không tránh khỏi, bởi vì an ninh quốc phòng trực tiếp tới nước Nhật. Đe dọa trực tiếp tới nước Nhật. Do đó Nhật bắt buộc phải can dự. Nam Hàn và Đài Loan là hai cái vùng quốc gia mà Nhật bắt buộc phải can dự. Nếu như Bắc Hàn tấn công ở Nam Hàn hay là Trung Quốc tấn công Đài Loan, Nhật đều phải can dự hết. Tại vì đây là an ninh quốc phòng của họ nha. Rồi tiếp tục. Cho em hỏi, hai cuộc gặp gỡ giữa Trump và Trung thỏa thuận nào dẫn đến đổ vỡ với anh? Không có thỏa thuận nào hết. Phía Bắc Hàn tuyên bố họ vẫn muốn duy trì cái chương trình vũ khí nguyên tử và vẫn muốn giải tỏa lệnh cấm vận. Trong khi họ chỉ được chọn một trong hai thôi. Muốn giải tỏa lệnh cấm vận là Bắc Hàn phải chấm dứt cái tham vọng nguyên tử của họ. Còn muốn phát triển cái chương trình nguyên tử vũ khí của họ đó thì sẽ bị cấm vận. Và đây là bế tắc. Và đó là lý do tại sao mà đang họp giữa Hà Nội, giữa chừng thôi, ông Trump bỏ về ngay. Tức là Bắc Hàn muốn duy trì cái chương trình nguyên tử của họ và muốn duy trì cái quyền cai trị chế độ. Thì ông Trump đồng ý, ok, các anh là những người cai trị. Thì việc tôn trọng các anh là chuyện đương nhiên. Nhưng giữa lệnh cấm vận và phát triển vũ khí nguyên tử, anh chỉ được chọn một trong hai. Bắc Hàn muốn cả hai. Nha. Rồi, lướt qua một số.
Kim Jong-un tuyên bố như vậy với Nam Hàn nhằm gửi thông điệp đến Trung Cộng, tôi không phải chư hầu không dễ hăng hiếp, cũng chưa chắc. Đây là cái hành động tác động vào nền chính trị của Nam Hàn. Trực tiếp vào Nam Hàn và gián tiếp vào Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng là chuyên gia và chiến lược gia của Nam Hàn nhận định đúng. Đây là cái hành động tác động về mặt chính trị thôi nha. Đài Loan có thể ra dự luật tuyên bố ai thân Trung Cộng và làm gián điệp bị tù chung thân hoặc tử hình không an phong. Họ có quyền ra luật, đâu ai cấm đâu. Nhưng mà luật đó phải được thông qua ở trên cái hội đồng lập pháp của Đài Loan. Và trong hội đồng lập pháp của Đài Loan thì đảng cầm quyền cũng đâu có nắm được đa số, cũng đâu có nắm được nhiều. Và đảng đối lập vẫn phản đối. Tại vì sử dụng cái này dễ dàng chụp mũ cho người khác lắm. Dễ dàng chụp mũ cho người khác lắm. Cho nên Đài Loan không ra luật được. Họ có thể ký luật sắc luật hành pháp giới hạn một phần nào, hoặc là hội đồng lập pháp đưa ra một cái bản án tương đối nào đó thôi. Họ không đi mạnh hơn. Là bởi vì nó dễ dàng trở thành một cái công cụ cho đảng cầm quyền chụp mũ cho đảng đối lập. Do đó thì tôi nghĩ rằng là khó quá thông qua được lắm. Và Đài Loan án tử hình không dành cho những cái hoạt động chính trị. Án tử hình không dành cho những hoạt động chính trị, kể cả làm gián điệp cho nước ngoài. Ok. Ở những xã hội dân chủ thì án tử hình sẽ không áp dụng cho những cái bản án liên quan tới chính trị và gián điệp. Ngược lại, án tử hình chỉ áp dụng cho những hành động sát nhân, tấn công tình dục hoặc là ma túy. Còn án tử hình không có áp dụng cho những cái tội danh liên quan tới chính trị hoặc là gián điệp cho nước ngoài nha. Ok, tại sao Nam Hàn và Nhật Bản mặc dù có xung đột lịch sử và các tranh chấp nhưng Nhật vẫn giúp đỡ Nam Hàn vậy Phong? Thật sự nước Nhật đã giúp cho Nam Hàn từ sau đệ nhị thế chiến rồi. Vấn đề là họ đổ bồi thường chính thức là năm 1967. Tất cả những cái thiệt hại về chiến tranh, tất cả những cái cuộc cưỡng bức trong 35 năm họ đô hộ đất nước Nam Hàn và Bắc Hàn đó, thì có những cái hành động được mô tả là tàn ác, thì nó đã được giải quyết từ năm 1967. Tuy nhiên, thời điểm đó chính quyền quân phiệt của Nam Hàn đã sử dụng tất cả những cái nguồn bồi thường của Nhật Bản trong việc phát triển kinh tế xã hội, nhưng không trực tiếp bồi thường cho những nạn nhân. Chính vì vậy mà những nạn nhân họ tức giận và họ yêu cầu phía Nhật Bản phải bồi thường trực tiếp cho họ. Thì quý vị, cái hiệp ước đó đã ký từ năm 1967, Nhật Bản đã bồi thường đầy đủ. Nhưng mà chính phủ Nam Hàn thời điểm đó, họ không đem tiền đó trả cho các nạn nhân. Họ mượn danh nghĩa của nạn nhân để họ lấy tiền đó họ phát triển kinh tế. Do đó bây giờ những nạn nhân còn sống sót, họ cảm thấy họ bất công. Từ những nạn nhân bị cưỡng bức tình dục cho tới những nạn nhân bị cưỡng bức lao động, họ không nhận được một đồng nào hết. Họ không nhận được một đồng nào từ chính phủ của Nam Hàn. Do đó nó dẫn tới cái lấn cấn về lịch sử tới bây giờ là như vậy. Và bây giờ thì chúng ta chưa biết được là cái vụ này nó có thể được kích động lên hơn. Và đảng đối lập thường kích động những chuyện này. Đảng đối lập tức là đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ thì sẵn sàng thỏa hiệp với chế độ Bắc Hàn và Trung Quốc. Nhưng mà họ lại có một cái thái độ rất là thù hận với người Nhật. Họ luôn kích động sự thù hận và chủ nghĩa bài Nhật để giành chiến thắng. Thì gần tới bầu cử thì họ lại kích động chủ nghĩa bài Nhật ở xã hội của Nam Hàn. Thì đảng Dân Chủ của Nam, đảng Dân Chủ của Nam Hàn đó, đảng cấp tiến đó, họ luôn sử dụng cái chiêu bài bài Nhật để mà lấy phiếu. Ngược lại, họ sẵn sàng thỏa hiệp với lại Bắc Hàn và kể cả với cả Trung Quốc. Do đó thì quý vị, cái tình hình chính trị của Nam Hàn có nhiều cái phức tạp nha. Rồi, cảm ơn SSSV, welcome, ủng hộ cho cái channel của Trần Nhật Phong. Cảm ơn rất là nhiều. Giờ Trung Quốc không bao giờ đánh Đài Loan vì nhiều nước ủng hộ Đài Loan. Nếu đánh không khác gì khiêu khích với Mỹ và Nhật, Nam Hàn và Canada. Nhưng vấn đề ở chỗ là không còn chọn lựa. Không đánh thì nội bộ họ sẽ tan rã sớm hơn. Bởi vì họ nghĩ rằng đánh họ sẽ thống nhất được nội bộ. Do đó họ ở thế không còn chọn lựa. Nếu không đánh
thì nội bộ của họ rạn nứt khi là Đài Loan tuyên bố độc lập tách rời khỏi Trung Quốc everything, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng nội bộ Trung Quốc sẽ có những cái cuộc đấu đá mãnh liệt hơn và đi tới tan rã toàn bộ cái đảng cầm quyền nếu Trung Quốc không tấn công đảo quốc Đài Loan. Còn nếu mà họ tấn công đảo quốc Đài Loan, ít nhất trong giai đoạn đầu họ thống nhất được, được lòng dân, họ thống nhất được các cái sự tranh chấp với danh nghĩa chủ nghĩa dân tộc, với cái danh nghĩa là chủ nghĩa dân tộc. Do đó thì ai cũng biết Trung Quốc không dám tấn công Đài Loan mấy chục năm rồi, nhưng mà ở cái thế không còn chọn lựa thì họ phải làm thôi nha. Rồi họ tập đang căng thẳng nội bộ, Kim Jong-un có thể trấn áp phe đối lập thân Trung Cộng không anh? Ông đã trấn áp từ lâu, ông đã trấn áp cách đây mấy năm rồi. Sau cái chuyến gặp gỡ với ông Trump lần cuối cùng thì ông biến mất khoảng 3 tháng, thì lúc đó là em gái ông ra mặt thôi thì người ta nghi ngờ là ông đã bị giam lỏng ở Bình Nhưỡng do nhóm thân Trung Quốc đang thúc đẩy và đang tìm cách lật đổ ổng. Nhưng mà bất ngờ không hiểu lý do tại sao ổng xuất hiện trở lại và hàng loạt các tướng lãnh thân Trung Quốc đều bị xử tử hết. Ổng đã trấn áp cái phe thân Trung Quốc rồi, ổng nắm tuyệt đối quyền rồi. Tức là ở Bắc Hàn, tôi đã từng nói quý vị, nó gồm hai phe, một phe là trung thành với gia đình của họ Kim, một phe là thân Trung Quốc. Thì bây giờ cái phe trung thành với gia đình họ Kim họ đã khống chế được rồi, do đó họ thúc đẩy việc hợp tác với Nga nhiều hơn với Trung Quốc về mặt xã giao thôi. Đó, ngày hôm nay Kim Jong-un vẫn viết một lá thư và có cú điện thoại với Tập Cận Bình và nói rằng là đây là một người bạn tốt của Bắc Hàn, tức là về ngôn ngữ ngoại giao thôi, nhưng chúng ta không thấy rõ là Trung Quốc có hợp tác gì với Bắc Hàn. Ngược lại, Bắc Hàn đang hợp tác chặt chẽ với Nga, Bắc Hàn đang hợp tác rất chặt chẽ với Nga. Thì rõ ràng là Kim Jong-un và cái bộ sậu của ông ta, tức là những người mà trung thành với gia đình của họ Kim, đang nắm quyền ở tại Bắc Hàn. Phe thân Trung Quốc bây giờ bị đẩy vào góc rồi, cái đó là chúng ta đã thấy nha. Rồi OK, Trung Quốc hiện tại nợ trên 100.000 tỷ đô la, phải dùng tiền đó thỏa hiệp với một vành đai một con đường, đúng không anh Phong? Một vành đai một con đường là cái chương trình Trung Quốc cho vay tiền chứ không phải Trung Quốc đi mượn tiền. OK, một vành đai một con đường là các ngân hàng của Trung Quốc dưới sự bảo đảm của ngân hàng trung ương sẽ cho các quốc gia vay tiền, chứ đâu phải là cái chương trình đó là Trung Quốc đi vay tiền đâu. Cái chương trình đó là Trung Quốc cho vay tiền bên ngoài và sử dụng cái đó là một cái chiến lược về quân sự của họ trên mặt bằng, tức là trên bình diện thì họ đây là một cái chiến lược về kinh tế, nhưng mà nó thực tế nó là một cái chiến lược lâu dài về quân sự của Trung Quốc nha. Rồi tiếp tục, có phải Bắc Hàn có tiềm Thụy Đỉnh không anh? Không những có tiềm Thụy Đỉnh mà tiềm Thụy Đỉnh của họ còn có khả năng bắn ra những hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia và có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử luôn. Bắc Hàn có chứ, kỳ rồi, họ bắn thử mấy cái hỏa tiễn xuyên quốc gia là từ ở Tiền Thủy Đỉnh đó, một phần bắn từ đất liền nhưng một phần là họ bắn từ các Tiền Thủy Đỉnh đó nha. Mike Pompeo từng nói Kim Jong muốn Mỹ kiềm chế Trung Cộng, có lẽ họ hợp tác chính trị là tác động chính trị Nam Hàn, vừa cảnh báo Trung Quốc. Nộp. Cái đó là nhận định, tôi không nghe Mike Pompeo nói như vậy. Thứ nhất là tôi chưa hề nghe Mike Pompeo nói điều này. Có điều là ông đã thúc đẩy cái cuộc đối thoại với Bắc Hàn để mà đi tới một cái chung cuộc, nhưng cuối cùng cuộc thúc đẩy của ông đã không thành công. Tôi chưa bao giờ nghe nói Mike Pompeo nói rằng là Hoa Kỳ phải kiềm chế Trung Quốc. Bắc Hàn chưa bao giờ nói kiểu này, mà Mike Pompeo cũng chưa kiểu nói cái này. Mike Pompeo chỉ nói là cái chiến lược của Hoa Kỳ là kiềm chế Trung Quốc tại Indo Pacific. OK. Rồi tiếp tục. OK. Lực lượng tình báo của Nam Hàn không xâm nhập được nội các của Bắc Hàn hả anh? Có, đôi bên vẫn xâm nhập lẫn nhau, nhưng mà cuối cùng vẫn bị phá vỡ và họ chỉ giữ ở cái giới hạn hoạt động thôi. Tức là ở Bắc Hàn vẫn có chuyên viên tình báo của Nam Hàn. Ngược lại, tại Nam Hàn cũng có nhân viên tình báo của Bắc Hàn. Chuyện này là bình thường. Nhưng mà
họ hoạt động ở cái mức giới hạn thôi, chứ họ không phải là có một tay có thể làm tất cả mọi thứ. Tại vì theo luật lệ của Nam Hàn, giới chức tình báo cũng có cái quyền lực giới hạn vô cùng. Ngược lại bên Bắc Hàn thì giới chức tình báo là công cụ của các tư lệnh bên quân đội và nằm chịu trách nhiệm trực tiếp với quyền chỉ huy của ông Kim Jong-un. Cho nên là quyền lực của họ cũng không có nhiều nữa. Họ chỉ là những công cụ thôi nha. Rồi tiếp tục. Các nước độc tài đều có nguyên tài nguyên dồi dào tới nỗi Hoa Kỳ và đồng minh muốn cắt đứt quan hệ không thể làm được. Cũng không phải như vậy. Chẳng qua là các nước như Hoa Kỳ, họ không muốn khai thác nguồn tài nguyên của họ. Chứ đâu phải là những kia nước kia dồi dào đâu. Những nước độc tài nó sẵn sàng khai thác để có nguồn tài chánh, để nó duy trì cái chế độ cai trị. Cho nên nó cho khai thác vô tội vạ. Còn những nước dân chủ muốn khai thác một cái gì thì phải được thông qua bởi quốc hội của quyền hành pháp của tổng thống, rồi còn kiện tụng ở tòa án nữa. Nó rắc rối nhiều hơn. Do đó nó bị giới hạn ở những quốc gia Tây phương nhiều. Đó giống như Hoa Kỳ đó quý vị. Vừa rồi nó phát hiện ở dưới ở bờ biển của California dưới đấy á, là một cái kho khổng lồ vô giới hạn về rare earth và lithium. Nhưng mà lực lượng cánh tả nó đâu có cho khai thác. Nó đâu cho khai thác đâu. Vừa rồi 7 triệu acre khai thác dầu khí ở phía Louisiana cũng bị Joe Biden đóng đinh luôn. Tức là tiềm năng vẫn có nhiều, nhưng mà bị giới hạn bởi cái vấn đề chính trị. Còn những cái nước độc tài toàn trị, nó cho khai thác vô tội vạ, bán thêm một số thời gian nữa là nó hết mẹ nó rồi. Lúc đó dân vẫn nghèo, tiền thì nằm trong tay của những tên độc tài, tài sản quốc gia thì bán hết. Giống như tình hình của Việt Nam bây giờ đó nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nếu Nga thua cuộc chiến Ukraine, phe thân Trung Cộng lật đổ Kim Jong-un không anh? Vì họ Kim không thể dựa vào Nga. Thứ nhất là cái tiêu đề đặt ra là tôi thấy là chữ nếu rồi. Tại sao không nói nếu Cộng sản Trung Quốc bị sụp đổ? Sao không nói nếu Cộng sản Trung Quốc bị sụp đổ? Hay là nếu Kim Jong-un chuyển hướng bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Trung Quốc? Mà phải nếu Nga bị thất bại ở Ukraine. Nói tôi nghe đi. Ok. Rồi, phe đối lập ở Nam Hàn họ đang ví ông Yoon là một nhà độc tài dẫn đầu đàn áp đối lập. Thì tôi nói quý vị, họ luôn nhân danh điều này. Những kẻ cánh tả họ mới là những kẻ độc tài, nhưng mà họ luôn chụp mũ cho đối phương là độc tài. Quý vị đã chứng kiến đó, ở tại Hoa Kỳ. Họ nhân danh là bảo vệ quyền cử tri, nhưng mà họ sẵn sàng tước bỏ tên của ứng cử viên trên lá phiếu bầu. Vậy thì quyền của cử tri ở đâu? Thì Nam Hàn cũng vậy. Những tên khuynh tả ở Nam Hàn, nó cũng nhân danh là ông Yoon là kẻ độc tài. Ông độc tài kiểu nào? Luật lệ của Nam Hàn bầu cử đâu đó, đâu ra đó rõ ràng. Ông độc tài kiểu nào? Và ông đã vi phạm hiến pháp của Nam Hàn chưa? Ông sử dụng những sắc lệnh của ông mà. Những sắc lệnh hành pháp đó được quyền cho phép bởi hiến pháp mà. Vậy thì độc tài chỗ nào? Nói tôi nghe đi. Tại vì luật lệ của những quốc gia dân chủ có những cái luật lệ do chính đích thân tổng thống ký sắc lệnh hành pháp ban hành. Có những sắc lệnh là phải thông qua bởi quốc hội. Thì làm sao độc tài? Nhất là những lệnh đụng tới ngân sách quốc gia, đụng tới hiến pháp là phải có sự đồng ý của quốc hội. Thì làm sao độc tài đây? Cái trò chụp mũ này nó đã diễn ra bao nhiêu năm ở Mỹ rồi. Bây giờ nó diễn ra ở những quốc gia đó thôi. Rồi bây giờ nếu như Lai Chinh Tê thắng cử, thêm 4 năm nữa là Tổng cộng Đảng Dân Chủ cấp tiến cầm quyền 12 năm. Nó có phải độc tài không? Nó có phải độc tài không? Nếu mà Lai Chinh Tê nắm thêm 2 nhiệm kỳ đi, là 16 năm, thì đó có phải độc tài không? Nói tôi nghe đi. Ok. Rồi tiếp tục. Dưới tài ông Trump chỉ là cuộc đấu khẩu với Bắc Hàn và cuối cùng Kim Jong-un ngoan ngoãn không động đại gì. Ít nhất chúng ta nhìn thấy, dưới thời của ông Trump, Kim Jong-un đã không có hành động khiêu khích.
Ngược lại Hoa Kỳ cũng tự chế. Nhưng tại sao dưới thời của Joe Biden mọi thứ bùng phát ra lại? Quý vị trả lời tôi nghe đi. Tại sao dưới thời của Joe Biden thì tất cả bùng phát trở lại? Đơn giản thôi quý vị. Tại vì tất cả những quốc gia độc tài toàn trị, họ đều thấy rõ cái sự lật lọng của đảng Dân Chủ. Họ không tin. Họ đều thấy đảng Dân Chủ luôn lật lọng, cho nên họ không tin. Do đó họ áp đặt những chính sách cứng rắn hơn trong vấn đề đối ngoại để chống lại sự lật lọng của đảng Dân Chủ. Còn ít nhất bên phía bảo thủ lên, họ cam kết thì họ không có vấn đề. Còn đám Dân Chủ miệng thì cam kết nhưng cuối cùng lật lọng. Họ đã chứng kiến rất nhiều rồi. Kim Jong-un, Putin hay Tập Cận Bình đều biết rõ đám Dân Chủ là đám nào. Một đám lật lọng. Do đó ký kết với đám này cũng giống như là ký một cái văn bản ảo vậy đó. Nó lật lọng bất cứ giờ phút nào. Chính vì vậy mà khi đảng Dân Chủ lên nắm quyền thì mọi thứ căng thẳng trở lên. Tất cả mọi thứ đều căng thẳng hết. Chính là lý do này đó. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.